Dân, kính thưa ông bà, cô bác, anh chị em mình. Thì hôm nay con lên cái clip này, con được nhiều ông bà, cô bác, cũng như chị Hương Lan và hai cháu. Một cháu trai tên Tùng, học lớp 8, và một bé gái tên Nhi, tên Nhí gì đó, con không coi đây này, Nhi hay Nhí gì đó. Thì cũng thắc mắc và có muốn hỏi đến là tại sao cái cán dao mà sao làm như thế nào, chú làm bằng máy rồi làm bằng tay rồi sao con biết làm. Dạ thì hôm nay cũng trả lời luôn cho chị Lan nè, ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hỏi cái cán dao bây giờ là nó xúc rồi, mình mua cái dao của lâu rồi không biết của ai, nhưng mà bây giờ nó xúc rồi mà niêm hoài nó không chặt, thì mình dùng cách nào? Thì chị ơi, thì bây giờ chị thứ nhất là chị ở nhà mình có sẵn thì bọc cao su á, chị đổ vào, rồi cũng như cao su á chị nấu làm sao cho nó chảy ra, chị đổ vào rồi chị cầm cái cán dao nó vào, và chị cầm nó vào rồi chị để im ha. Giờ chị làm không được nữa thì cái đó không được nữa thì chị có thể dùng keo nào á, chị hỏi mấy cái anh gần đó đó, nhưng mà người ta làm gỗ đó, người mộc á, thì chị đổ ha. Còn hai nữa, chị xem cái clip này thì chị sẽ biết làm một cái cán dao luôn ha. Dạ em chào chị. Rồi bé trai tên Tùng, học lớp 8, ấp An Lộc, xã Định gì? Xã Định An, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Hỏi cái cán dao mà người ta bán sao mua con mua không được. À, con phải rồi, tại vì cái tiền vận chuyển nó đi rất là xa. Con như ở đây chú bây giờ một bán một cái cán dao ví dụ tốt tốt cũng 50.000 ví dụ, còn mà cái giá của cán dao thông thường mà tiền ship mình thì nó quá cao rồi, bởi vì họ không có chuyển đi. Một cái cán dao thì nó cả tiền trăm thì nó không có được. Dạ, bởi vì người ta không có chuyển, chứ không phải người ta không bán, tại vì bán buôn thì ai không muốn mà bán được. Thì hôm nay chú sẽ chỉ cho con làm cái cách cán dao tại nhà luôn. À, con hãy chạy ra cái chỗ mà người ta chuyên mà để bên bán đồ sắt, mà cũng như là ta làm nhà tiền chế rồi đó. Con xin hoặc con chia con mua gì đó, một khâu, cái khâu 27 là con sẽ làm được cái cán dao, còn không dao bự thì con 34, dao nhỏ nữa 21 ha. Đó, thì chút xíu chú sẽ làm một cái cán. Nhà còn một bé một bé gái tên Nhi nè. À, con đang học. À, Nhi hay Nhí, thấy chú làm dao hay quá, nhà con có con dao xúc cán, không có cán, chỉ con làm giới đặng cho cha mẹ con bất ngờ đó. Thì hôm nay chú sẽ chỉ luôn cho con gái mình hiếu kỳ quá. Nó giống con trai chứ không phải con gái. Còn học ha. Con bé này nó mới có 14 15 tuổi. Nhà con không thiếu cái thứ gì hết, nhưng mà con muốn làm một cái tự tay mình làm. Thì hôm nay chú sẽ chỉ luôn ha. Bé nó ở ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, Cà Mau. À, thôi bây giờ mấy đứa cháu hiếu kỳ thì bây giờ mình chỉ luôn, lên một clip để chỉ cho mấy cháu làm đồ thủ công tại nhà luôn, mình có sẵn nha. Dạ bây giờ mấy cháu thì mình kiếm một khúc cây rồi mình sẽ kiếm một cái khâu. Bây giờ trước tiên mình phải có con dao ha, bữa nay chỉ clip này đó. Ví dụ cái búa này chú có búa thì không có, mình kiếm cái gì đóng cũng được ha. Đó, bây giờ mình kiếm một cái khâu. À, trước tiên mình có một cái khâu vậy ha. Đó, cái khâu để mình đi lại đi lại cái chỗ mà người ta chuyên về bán chuyên về mà ta làm bên cái cửa nhôm của sắt á mấy cháu và mấy chị anh chị ông bà cô bác mình. Thì mình sẽ chuyên mua một cái khâu như vậy, hai phân thôi được rồi, thì tùy theo dao bự dao nhỏ ha, tùy theo cái dao bự hay dao nhỏ thì mình sẽ mua cái khâu vậy đó. Thì mình làm cái người ta mài luôn giùm mình, và mình có sẵn một cái này, cái đầu cái ống điếu, thì mình sẽ bỏ vô đây, mình sẽ nông nhẹ ha. Mình sẽ đập gì, mình để lên bất cứ chỗ nào, mình kê cái đầu gì rồi mình đập,
mình đặt nhẹ 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 mấy trong, nhẹ 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 mấy trong đó, đăng ký cho cái ba vớ trong đây nè nó không còn nữa ha. À, thì chắc là trong cái ba vớ trong đây nè nó không có còn nữa, thì nó không còn nữa, thì bây giờ mình có cái khâu rồi, bây giờ mình đi kiếm một cái khúc cây cho nó suông nha. Thì bây giờ mình cũng nhân cái phần mình nông, để mình để vô đây mình nông nó rồi ha. Mình để vô đây mình nông nó xong rồi thì bây giờ mình nông cho nó sơ thôi, không cần ở nhà, không cần đắt cái đầu bự đầu nhỏ gì cho nhiều đâu ha. Đó, thì mình làm cho có cán dao tại nhiều chỗ trái mà. À, thì bây giờ mình sẽ dùng khúc cây, khúc cây thì nhớ kiếm khúc cây nào cho suông ha. Đó, chứ để mà mình kiếm cái khúc cây mình đẻo bằng tay mà mình kiếm khúc cây rồi bây giờ mình cắt. Thì mình chặt cũng được ha, không quan trọng, tại này mình có cưa thì mình cắt nó. Thì bây giờ mình sẽ có khúc cây, mình nhớ cái cây mình kiếm có cái tim nha, ở nhà mình làm phải cần có cái tim vậy đó, một khúc cây như vậy. Rồi xong khi đó đó nó mình mới đặt cái khâu lên trên cái đầu nó vậy ha, mình canh cho đều giữa lỗ nha. Đó, cái lỗ đây nè, cái lỗ tim trong này đó, nó đều vậy ha. Rồi cái mình lấy cái búa mình đóng nhẹ, mình làm dấu nha, đóng nhẹ đây. Đó, đóng lại cho nó như nó dính luôn vậy ha. Đó, nó dính rồi, cái tim ngay rồi ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ lấy cái cán ra, nó sẽ có cái gì ha, nó đều nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái dao, mình tiến hành, mình sẽ đo cái khâu này bao nhiêu ha con, mấy cháu. Rồi mình đo như vậy rồi mình làm dấu nữa nha. Rồi mình lấy cái đầu mình khứa ngang đây mình lấy làm dấu. Rồi rồi mình làm dấu, mình sẽ chặt luôn ha. Đó, mình làm dấu mình chặt đi, chặt mình xây gấp vòng nha, chặt từ từ chặt nha, cái này làm mình không có cứ gấp, từ từ làm. Rồi mình quay lại á, mình chặt thì vừa thôi. Rồi mình quay lại mình lấy con dao mình tách theo cái mí này nè, nó mình tách theo nha. Bây giờ tách nè, nó Tùng thấy không Tùng, đó con thấy không, với chị Lan nè, với bé Nhí, Nhi Nhí gì đó. Đó, mình tách vậy đó, thấy không? Đó, mình tách theo cái này vậy. Rồi tách cứ tách theo hoài hoài vậy đó. Nếu cái này mình chưa ấy nữa thì mình chặt theo cái này ha. Mình chặt nữa, nhẹ nhẹ thôi, đừng chặt quá nó gãy đứt ngang luôn à. Đó, mình cứ chặt vậy. Rồi mình gấp theo cái này, mình gấp theo. Thấy rõ không? Đó, mình gấp theo cái này. Đó, mình gấp cho nó có cái lợi vậy ha. Đó, thấy không? Đó, thì bây giờ mình sẽ tiện nhẹ nhẹ vô, mình đặt cho cái khâu có nó vừa hay không ha. Cái này là mình quay mình không cắt video luôn nha, nó hơi dài nha. Tại mấy đứa cháu này nó cắt video nó không hiểu. Kính mong ông bà cô bác mình thông cảm. Để chỉ cho mấy đứa cháu nhiều khi làm bây giờ làm nói chung cũng gần do công nghệ cao rồi, bởi vì không biết, việc với đứa cháu không biết. Đó, bây giờ mình thấy muốn dừa rồi nè, canh ha. Đó, mình đút dừa đây rồi phải không? Đúng không? Đó. Đó. Mình thấy không? Đó. Rồi bây giờ mình đóng vô, đóng cái khâu vô ha. Đó. Đóng vô, đóng từ từ thôi này. Đó, 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 đó. Đó, mình không cần gọt bào gì hết. Bây giờ cái cây vậy là thấy có cái cán rồi ha. Đó, mấy cháu ở nhà giúp cha mẹ đi đồng áng thì nhà nói chung muốn làm một tạo cái bất ngờ cho cha mẹ mình, thì cái gì như bé Nhí nói là nhà cũng nói chung không có ăn của để gì không biết, nhưng mà nghe cháu nói cái gì học hành gì thì tiền bạc thì thoải mái, xe cộ đầy đủ, nhưng mà muốn làm cái cho cha mẹ bất ngờ thôi, để làm cái cho vui mà. Đó mà, ngay đứa cháu rồi hiếu kỳ. Đó, là vậy là rồi rồi. Rồi bây giờ con đi lấy con dao con gọt, gọt cái này, rồi mình gọt cái này. Bây giờ lấy dao chứ không cần gì, để nhà mình có cái gì mình dùng cái nấy. Đây chỉ mấy đứa cháu có cái mình có những cái sẵn này nha. Đây, bắt đầu đẻo nha, đẻo nhẹ nhẹ thôi nha. Chứ con đừng cái nha.
Đây, cái dao mình cũng xét xẹt hết trơn nó được, lấy cái dao cũ gì cũng được đó, không cần thiết đâu. Rồi từ từ mình o bế lại ha mấy con, mình làm một cái không hiệu quả thì mình làm nhiều cái nó sẽ hiệu quả. Gấp nhẹ nhẹ. Rồi gấp nhẹ nhẹ vậy. Rồi gấp nhẹ nhẹ nha. Đó. Lột lớp da này tại vì nay gấp cái làm mà không có cái da này nó còn. Đây là cây khô. Mình cũng tìm cái cây khô mình làm nha, mấy cháu. Ông bà cô bác mình. Biết bà cô bác thì biết rồi, mấy đứa cháu thì nó chưa biết cái lò rèn mà cách làm cái cán dao thủ công. Cái này là không cắt video luôn nha, để cho mấy đứa cháu nó này hơi dài cho mấy cháu nó biết cách làm sao rồi tìm cách video cái công đoạn. Này chắc về mấy đứa cháu nó coi này nó về nó dọc phá chắc dao búa nhà chắc cũng tung tanh bành hết trơn. Tối ngày làm cán dao cũng tại ông nội này nè, ông lên ông coi ông chỉ về nhà phá chắc bành dao búa. Đại nít mà, nói chung phải hiếu kỳ, mình biết cái này cái nọ tìm tòi học hỏi thêm. Tuy rằng mình không có làm mình tuy mình không có buôn bán gì hết nhưng mà có cái là mình phải nít nó hiếu kỳ làm cái cho được vậy thôi chứ đâu có bán buôn gì cho ai, nhưng mà khoái thích vậy á, tính tay mình làm ra nó. Thấy con thấy như sao nó, nó có bao nhiêu phút đồng hồ đâu, thấy không, 11 phút mấy 12 phút à. Này nó sẽ có như vậy, mấy con thì làm từ từ làm đó, nó sẽ có cái hình cán dao này. Rồi ví dụ mấy con muốn bóng nữa thì mấy con lấy giấy nhám con chà đó, chà giáp vòng vậy ha đó. Thì cái này tới cái khâu này các con biết rồi đó. Rồi mình lấy cái mình đây, mình cái đít này anh không cần lấy cái gì, tại nhà mà không có đồ á, con cà đây nè. Ai da, chết mồ hôi, nó quay cái máy đó. Con cà xuống nền xi măng ha, cà vậy nè, cà xuống đó. Cái nền xi măng cái này mình làm rồi, nó chuyên ở nhà có sẵn không đó, thì các con thấy đó à, cái đít nó không muốn bằng thấy không đó à, cái đít nó hầu như nó túm lại ha. Rồi đây cái các con thấy nữa, con cà dưới nền vậy nè, nó con lấy đổ nước vô con mài giáp vòng vậy nè, mài ngang đầu tiên mài ngang vậy ha, mình mài ngang vậy. Rồi các con mới lấy cái nhám mình đánh cho nó nhẹ đó, thấy không, cán dao này thành rồi. Chỉ cần trở đây chú làm 12 phút là có cái cán dao, thấy không? Đó. Cái khâu này mình ra ngay chỗ cây ngã luôn. Mình ra cái chỗ mà nó người ta bán in cái đó thì bằng của nhôm của sắt á. Thì người ta sẽ có à. Dễ mua lắm. Lại nó bán người ta cho cái gì, nít người ta lại ta... muốn làm cái đó thì cho, nếu gần đây chú gửi chú cho luôn, tại vì xa quá đi, nhiều khi ở xa quá đó, thấy không? Thì bây giờ chú tiến hành ha, để đi lấy kiếm cái bếp ga con vô cái cán cho mấy tụi con thấy luôn ha. Bây giờ ở nhà mình có nha, còn lò than thì chú có đầy đi nè, nhưng mà mình không có không ấy. Rồi vậy đi, chờ chút xíu rồi. Cái bếp ga đó, bây giờ gắn chai ga vô luôn, cái này làm lụp chụp quá, tại vì mấy cháu cho mấy cháu thấy không cắt video, để nó cắt video nó thời gian lâu quá làm nó ngán. Trời ơi, cái bếp lâu quá không xài này. Đó, cái bếp ga rồi đó. Rồi mình để cái dao vô nha, rồi mình để làm sao cái dao mình gác bên đây đó. Gác nhiều thôi, đừng có gác nhiều nha, gác một chút xíu thôi, mình gác chừng khoảng cái này, ngay cái này cái cổ dao thì mình gác ít thôi. Ví dụ như cái dao vậy mình gác tới đây thôi nha, đừng có gác vô sâu đây, nó non con dao. Mình lấy cái miếng vải mình sẽ quấn cái lưỡi dao ngay khúc này lại ha, băng chỗ này lại một cái, băng chỗ này lại một cái, đừng cho nó tràn vô đây nè, nó non cái dao mình ha. Đó,
nguyên cái dao vậy, nó sẽ non, cái khúc này là mình xài cũng không được đúng không? Cái lúc này thôi giờ cắt một cái đi chứ để này hết thời gian luôn á. Để nó đỏ nữa, để quên nó, để nó nóng nữa. Rồi ok, bây giờ chắc nóng gì lắm rồi ha. Rồi bây giờ mình có cái lỗ đây nè, hai cái tim nè, hai nàng này cũng có tim đó. Rồi bây giờ mình sẽ dùi thử rồi đó, mình canh ngay cái tim nha đó, mình canh ngay cái tim mình đóng vô. Từ từ mình làm cái này từ từ ha, không có gấp đâu. Hoặc mà mấy đứa không biết thì mấy đứa lấy cái búa mình lấy canh đầu nó cũng được, hoặc lật ngược cái gì này nha, lật ngược thì con đóng cũng được, không có làm giống như chú nha, nó dùng tay á nè, đóng vậy nè nha, thấy không, thấy rõ không đó, mình lật ngược vậy đó, mình đóng để lên cái cây, mình có để xuống gạch nha, đóng bể gạch cho cha mẹ phiền đó. Đó đó, mình đóng vậy đó, nó sẽ vô à, từ từ thôi nha, đừng có đóng quá cái nó tét cái cán luôn, công trình mình làm cả tiếng đồng hồ đó. Rồi vậy thì tôi thấy là vô được rồi nè. Bây giờ tắt bếp ga luôn, giật cái này xuống luôn đó. Thì con thấy nè đó, con thấy chưa đó, nhà mình làm được chưa đó. Vậy thôi là mình thấy cha mẹ quá ok ha, thương biết nào, nói bỏ ra có bữa chủ nhật vậy làm, nói chứ lớn lớn tuổi ha con hả làm nha, nhỏ quá làm khi này kia nữa đó. Cái cây dao này nó cũng nhọn, nó làm cũng cẩn thận nha. Đó, vậy thì nó sẽ vô được cái cán dao, ví dụ mình tùy theo cái cán dao mà mình làm nha, cái cán dao mà nó dùng nó nhỏ nó cũng như là cái cán dao này nè, à, cái dao này nó nhỏ nè, ai da nóng à, nhỏ thì mình mấy cháu mình thì lấy cái khâu 27 thôi, còn nếu như mà cái tùy theo cũng đo làm sao cho vừa dưới này được, lợi cái mấy anh mấy chú mà mình làm bên cửa nha, cửa sắt á, mình xin người ta cũng được, cái sâu xét xét vậy, nhưng mà mình xài cũng được, năm cũng được đó. Thì thôi vậy mình xin xuống clip đây đi, chỉ cho mấy cháu. Thứ nhất là chị Lan nè, dạ chị ở Củ Chi nè, rồi cháu trai tên Tùng nè, ở Bình Dương, thêm cháu gái Nhí Nhi gì đó, hay Nhi ơi, Nhí ơi, con gái mà đừng có làm nha, thấy vậy chứ con làm cũng nguy hiểm lắm nha, làm có cha mẹ đồ thấy cho coi chứ, chứ cái này thấy vậy cũng ấy lắm, con đẻo đồ cũng được, mà có cái con gái mà làm cái này con gái không trai quá. Thôi thôi vậy thì tôi giao cái cán làm thủ công tới đây đi, rồi mình lấy nhá nhám mình chà cái này là được nha, thấy không đó. Vậy thì con thấy yêu cầu canh sao cho nó ngay nó thẳng là được rồi ha. Này đó là tại vì cái tim này nó có sẵn nè, nó cái tim đít này nó có, cái đầu này cũng có cái tim, thì tức mình vô con dao cái nó thẳng vậy đó, nó ok. Dạ thôi bây giờ cái clip cũng dài quá rồi, thôi chúc hai cháu và chị Lan thành công nha, không thành công thì cứ alo. Thôi vậy được ạ, con xin xuống clip đây ạ, cảm ơn ông bà cô bác đã lắng nghe ạ. Dạ con xin chào.